Đây là bảng phân tích tai nạn giao thông đường bộ dịp Tết Giáp Thìn vừa qua. 541 vụ tai nạn giao thông. 71.409 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. 1.889 giấy phép lái xe bị tước. 34.082 xe mô tô bị tạm giữ. 1.463 ô tô bị tạm giữ. Điều đáng chú ý là trong đó có tới 11,33% số tai nạn xảy ra không chú ý quan sát. Những tai nạn giao thông rất hiếm khi từ trên trời rơi xuống. Thưa quý vị, đang ngồi cùng tôi trong phòng khách của Cà Phê Sáng ngày hôm nay đó chính là Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sẽ cùng chúng ta tìm hiểu và cùng với câu chuyện của ngày hôm nay với những con số vừa rồi chúng ta vừa theo dõi trong clip. Những con số thì cũng có thể sẽ không khác gì những ngôn từ, có thể sẽ nói lên được rất là nhiều điều. Và những con số vừa rồi có lẽ là còn nói lên một cách trực quan và cụ thể về ý thức của người tham gia giao thông, phải không ạ? Thưa ông, là tại sao có những điều rất là cơ bản, ví dụ như là đi đúng chiều, đi đúng đường, chú ý quan sát, nhưng mà các tay lái vẫn vi phạm, có phải là vì nó cơ bản quá không ạ? Có thể nói rằng là cái tai nạn giao thông thì nó đến bất kỳ lúc nào, mà nguyên nhân chính cũng là do những cái tình thế bất ngờ. Vậy thì để chúng ta giải quyết cái vấn đề mà hạn chế cái tai nạn giao thông xảy ra đến mức thấp nhất, với cái gọi là thiệt hại là thấp nhất, thì chúng ta chủ yếu là chúng ta phải phòng ngừa những cái tình thế bất ngờ có thể đến với chúng ta và chúng ta gây ra cái bất ngờ đối với lại các cái người tham gia giao thông khác. Thế thì qua cái thống kê của các cơ quan chức năng thì thấy rằng là người ta thống kê theo những cái tiêu chí, ví dụ như là chạy quá tốc độ, đi sai làn đường hay là không chú ý quan sát, để có thể trên cơ sở đó đưa ra các chính sách và những cái chương trình để giáo dục con người. Đấy, còn đối với chúng ta là người tham gia giao thông ấy, bà con nên tập trung vào những cái hành vi mà làm thế nào để chúng ta hạn chế không gây tai nạn giao thông cho mình và cho cộng đồng. Đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm. Thế thì có thể nói rằng là để mà thấy rằng cái nguyên nhân của tai nạn giao thông, thấy rằng nó có 3 cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là nó thuộc về yếu tố con người. Và nguyên nhân thứ hai là thuộc về yếu tố hạ tầng và môi trường. Và nguyên nhân thứ ba là thuộc về phương tiện. Phương tiện có những cái trục trặc. Đấy. Thế thì qua người ta thống kê thực tiễn cũng như là bằng tính toán thì người ta thấy rằng là cái tai nạn giao thông do yếu tố hạ tầng và phương tiện gây ra là vô cùng thấp. Ví dụ như Việt Nam này chỉ có mấy phần trăm thôi. Đấy, tức là cái lỗi của hạ tầng, lỗi của phương tiện, không may ví dụ như cái lốp đang chạy nó nổ, ví dụ thế nó gọi là lỗi của phương tiện. Thế thì cái đấy là nó thấp thôi. Đấy. Đấy, còn cái lỗi của con người gây ra là chiếm độ quãng lân cận 90%. Hoặc hơn 90%. Tức là nếu chúng ta giải quyết được cái nguyên nhân do chúng ta gây ra thì đã giải quyết về cơ bản những cái vấn đề về an toàn giao thông rồi. Đấy thì bà con ta như thế. Thế thì các cụ ngày xưa vẫn có cái câu rất đơn giản mà giáo dục con cháu là đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ý các cụ muốn nói là chúng ta phải cẩn trọng trong quá trình đi lại. Không riêng gì cái ngày xưa chúng ta đi bộ chúng ta còn phải cẩn trọng cơ mà. Còn bây giờ chúng ta đi bằng phương tiện cơ giới chạy tốc độ rất cao. Đấy. Với giao thông rất là phức tạp. Và như vậy thì cái việc cẩn trọng là trở nên số 1. Vâng, và nhất là khi mà chúng ta đang đi một cái tốc độ rất cao trên đường cao tốc chẳng hạn, như ở trong clip của vụ tai nạn ngày 14 tháng 2 vừa rồi, trong video có ghi rất là rõ, và trên diễn đàn ô tô Fan thì mọi người cũng đã chỉ ra rất rõ là có hai thanh niên đã đi mô tô ngược chiều trên cao tốc. Thế nhưng nhiều khi có những người, ví dụ như bản thân tôi khi mà đang đi trên cao tốc á, thì nhiều khi vẫn nhìn thấy không chỉ là xe máy, thậm chí có người đi bộ cũng đi lên trên cao tốc. Nhưng mà bởi vì nó đang chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình cho nên nhiều khi mình bỏ qua. Vậy thưa ông, là theo ông thì chúng ta có thể làm gì để khi mà nhìn thấy những tình huống như vậy để hạn chế được tai nạn giao thông cho cả những người khác nữa ạ? Có thể nói giao thông trên đường cao tốc là một cái giao thông nguy hiểm nhất. Chúng ta cảm thấy đấy. Thế thì nếu mà nói rằng tham gia đường cao tốc, chúng ta phải tách bạch rõ ra là các cái phương tiện mà chạy ngược chiều nhau. Và cái chạy ngược chiều thì cũng là có thể người ta chạy ngược chiều trên chính cái làn ô tô đang chạy. Và chạy ngược chiều trên cái làn dừng khẩn cấp, hoặc là người ta đi qua đường, vân vân. Thì các cái mức độ nguy hiểm rất khác nhau. Nhưng mà tôi cho rằng là cái hành vi mà chạy ngược chiều trên đường cao tốc ở các làn xe đang chạy gần như là nguy hiểm nhất trong các hành vi trong quá trình tham gia giao thông. Hiện nay cái hành vi đấy mức độ phạt vẫn chưa thích đáng. Tôi nghĩ rằng đấy. Thế còn để mà chúng ta hạn chế cái này, rõ ràng là công việc rất là khó khăn. Hiện nay các đường cao tốc chúng ta đã có hệ thống camera giám sát. Toàn bộ hệ thống có thể xử lý được tất cả những người vi phạm. Tuy nhiên rằng là để mà chúng ta can thiệp vào những người dân mà cố tình mà
có tính chất là cái hành vi của người ta nó như thế, cái việc giáo dục của người ta, cái tính mạng người ta còn không quan tâm đến, thì chúng ta mức phạt trở nên vô nghĩa đối với những cái đối tượng đó. Và như vậy thì cái giáo dục chúng ta phải bắt nguồn từ lúc các thanh niên, từ cái lúc các cháu còn nhỏ, để chúng các người đó là có những cái nhận thức, để người ta có cái hướng cái tâm người ta vào những cái vấn đề an toàn và hướng vững tâm vào những cái vấn đề đạo lý con người, thì chúng ta mới giải quyết được. Còn bây giờ bản thân họ ấy, chạy ngược chiều, người ta biết rằng người ta sẽ chết đây, nhưng người ta vẫn cứ chạy, thế thì chúng ta gọi là nâng mức phạt đến đâu để có thể giải quyết được đối với những thanh niên chạy ngược chiều trên đường cao tốc? Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong cái đường Hà Nội Lào Cai đấy thì khủng khiếp quá. Vâng, đúng đấy. Rồi. Và người lái xe mà ô tô mà trong cái tình thế thế làm sao mà có thể làm chủ được? Dạ, thì có khi là chỉ có một điều mà chúng ta có thể làm chủ được thôi, đấy là chính ý thức của bản thân mình. Làm chủ cho mình. Làm chủ cho mình. Và tất cả toàn dân đều làm chủ cho mình thì vấn đề an toàn giao thông giải quyết được. Dạ vâng. Nhưng cũng có một điều tương đối là nghịch lý mà một số các đơn vị họ cũng đã thống kê, đấy là cái tỷ lệ mà gây tai nạn giao thông ấy ạ, thì thường là dưới 18 tuổi thì nhiều hơn. Còn tỷ lệ mà gây tai nạn giao thông ít đó, thì trên 50 tuổi thì rất là ít. Thế nhưng mà dưới 18 tuổi thì thường là những người trẻ này, có sức khỏe này, rồi là có năng lượng này, rồi là rất là nhạy bén trong cái việc xử lý này. Nhưng mà lại rất là dễ gây tai nạn. Tại sao lại như thế ạ? Tôi cho rằng thế này này, nhiều người người ta đang quan niệm rằng thế này này, lái xe phải khỏe về thể chất và khỏe về tâm thần, sức khỏe tâm thần đấy, thì khi lái xe sẽ an toàn. Cái đấy là đúng thôi. Đấy, nhưng mà vấn đề cái nguyên nhân gây tai nạn giao thông là như tôi đã nói, là cái vấn đề cẩn trọng, cái vấn đề làm chủ tốc độ là số 1. Đấy, làm chủ tốc độ là số 1. Hiện nay toàn cầu, toàn thế giới đang tập trung vào giải quyết hai cái hành vi nguy hiểm nhất trong vấn đề tai nạn giao thông. Hành vi thứ nhất là hành vi uống rượu bia khi lái xe. Và hành vi thứ hai là chạy tốc độ cao. Chúng ta hình dung như thế. Và khái niệm làm chủ tốc độ và tốc độ cao đây chúng ta phải hiểu nó một cách tương đối thế này. Nếu chúng ta chạy đường cao tốc mà vắng người mà chạy tốc độ 100 cây số một giờ là bình thường, không nhanh, thậm chí có thể chạy tốc độ 120 cây số một giờ. Nhưng mà nếu mở đường mà khuất tầm nhìn mà trời thì tối nhá nhem mà đèn chúng ta thì không tốt, mà chúng ta chạy tốc độ đến 30-40 cây số một giờ là quá nhanh. Chúng ta hình đấy. Và vấn đề chúng ta quan tâm thế này này, làm chủ tốc độ chúng ta phải di động với tốc độ nào đó để sao cho khi phát hiện ra chướng ngại vật, những cái tình thế nguy hiểm, chúng ta có thể dừng lại một cách an toàn. Vâng. Đấy gọi là làm chủ tốc độ. Dạ. Chứ không phải là nhiều người nói rằng là sao này chạy nhanh quá hay chạy chậm quá. Dạ. Khái niệm nhanh chậm nó là tương đối do với tình thế giao thông nhất định. Vâng, như đấy vậy thì là cái vấn đề mấu chốt của nó là như thế. Mấu chốt là làm chủ chính ý thức làm của mình. Làm chủ tốc độ của chúng ta. Vâng. Đấy là chúng ta có thể dừng lại ở bất kỳ thời điểm nào. Dạ. Khi mà chúng ta quan sát thấy có tình thế nguy hiểm. Dạ, và đấy. Những số liệu thống kê thì là một điều để chúng ta tham khảo. Ví dụ như là như vừa nãy tôi có nói đó là từ độ tuổi từ 18 cho đến 50 tuổi đó thì gây tai nạn giao thông không nhiều bởi hơn. Vì các cái bạn mà thanh niên ấy thường là thế này, các bạn dưới 18 tuổi thường là cái tính chủ quan rất nhiều, mà lái xe thì ẩu, cho nên là khi đó là chạy tốc độ thì là cao, mà cũng thậm chí là người ta vượt, người ta cũng không cần biết rằng là qua cái tầm khuất tầm nhìn này thì sẽ có cái gì, và người ta nghĩ rằng bên kia là không có xe nào đi đến. Và người ta cứ thế người ta vượt. Dạ, có lẽ là ngày hôm nay một điều mà chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ thưa quý vị đó là có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể bật lên khi mà tham gia giao thông, ví dụ như là xi nhan hay là còi hay là đèn. Thế nhưng tôi nghĩ là có một thứ công tắc mà chúng ta cần phải bật lên nhiều hơn nữa mỗi lần khi tham gia giao thông, đó là bật lên công tắc ý thức của mỗi người, để mà dù là điều chỉnh một chút xíu thôi, từ những điều cơ bản thôi, là chúng ta cũng có thể bảo vệ được sự an toàn cho bản thân mình và cho cả những người xung quanh nữa. Một lần nữa xin cảm ơn ông rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay.